Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2023 này sẽ còn nhiều thách thức khó lường đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Thị trường tiếp tục có những khó khăn, cạnh tranh thương mại, đầu tư diễn biến phức tạp, bảo hộ ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, công tác xúc tiến thương mại được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Nhìn lại năm 2022, công tác xúc tiến thương mại ghi nhận nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và thế giới với nhiều yếu tố bất lợi, phức tạp và khó lường. Tuy nhiên, hệ thống cơ quan xúc tiến thương mại trên cả nước đã chủ động sáng tạo trong triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kết nối cung cầu hàng hóa, duy trì và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu. Những kết quả về xuất nhập khẩu và sự phát triển ổn định của thị trường trong nước có sự đóng góp quan trọng của công tác xúc tiến thương mại. Vai trò của công tác xúc tiến thương mại, nhất là trong cái bối cảnh mấy năm qua khi cái đại dịch COVID-19 diễn ra mà có thể nói là hết sức phức tạp, khó lường. Các hoạt động về xuất khẩu, rồi là các cái hoạt động ngay cả ở trong nước về cái phát triển cái thị trường nội địa thì chúng ta đã phải tổ chức với các cái hình thức là trực tuyến, thế rồi là kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Gần đây nhất là tại cái cuộc làm việc với Bộ Công Thương, ngành Công Thương, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có cái đánh giá hết sức là tích cực cái sự đóng góp của công tác xúc tiến thương mại đối với về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam nói riêng, cũng như là trong các cái hoạt động của ngành Công Thương, Bộ Công Thương nói chung. Các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai một cách hiệu quả thông qua các hoạt động cung cấp thông tin về thị trường, ngành hàng, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu quan trọng và một số thị trường mới còn nhiều dư địa khai thác. Hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ triển lãm đã giúp các địa phương trên toàn quốc có cơ hội quảng bá sản phẩm trên toàn quốc và thị trường thế giới, kết nối giao thương thu hút nhà đầu tư đến với địa phương, tạo cầu nối với người tiêu dùng, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao đời sống của người dân. Chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động xúc tiến thương mại rất phong phú và đa dạng. Chúng tôi thực hiện rất là nhiều cái hoạt động như là hoạt động về tổ chức các hội chợ, rồi tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, rồi hội chợ đưa hàng về các cái huyện miền núi biên giới. Việc kết nối xúc tiến tiêu thụ của hàng đưa hàng Việt về nông thôn thì để làm cho bà con ở cái khu vực nông thôn miền núi là có cơ hội được mua các cái mặt hàng do các doanh nghiệp của Việt Nam sản xuất và có cái chất có được chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Đối với Hà Giang thì cũng đã chuyển đổi cái hình thức xúc tiến từ các cái việc xúc tiến truyền thống chuyển sang các cái hệ thống qua các cái sàn thương mại cũng như là các hệ thống chuyển đổi số. Thì trong năm 2022 thì Sở Công Thương Hà Giang cũng tổ chức nhiều những cái nội dung để xúc tiến các cái sản phẩm cho bà con nông dân. Cụ thể là tổ chức các cái buổi tập huấn về hoạt động thương mại điện tử cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như là các cái hộ kinh doanh để nâng cao cái ý thức rồi trình độ chuyên môn cho những người làm công tác xúc tiến thương mại ở địa phương. Thứ hai là đưa các cái sản phẩm lên các cái sàn giao dịch, hiệu quả cũng đã được thể hiện bằng cái việc là các cái sản phẩm nông sản của bà con thì cũng đã được tiêu thụ rất nhiều trên các cái hệ thống, các cái sàn thương mại điện tử đó. Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức đặt ra cho ngành công thương, công tác xúc tiến thương mại được xác định là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả, góp phần cải thiện 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, phát triển thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Với vai trò là đầu mối cũng như là quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ là tích cực và đẩy mạnh hoạt động là hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua cái hoạt động tập huấn đào tạo, tổ chức nhiều cái khóa tập huấn đào tạo để mà nâng cao năng lực cho cái đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại trên cả nước. Năm 2023, ngành công thương đã có những định hướng về thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu và cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế.
Trong đó, hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai với những định hướng cụ thể như tiếp tục tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường để bù đắp khó khăn tại các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường sang khu vực Đông Âu, Trung Đông, Nam Mỹ, Nam Á, Châu Phi, đồng thời tăng cường đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch đối với thị trường Trung Quốc, gắn với xây dựng thương hiệu để thúc đẩy xuất khẩu bền vững, đẩy mạnh công tác xây dựng phát triển và tuyên truyền quảng bá các sản phẩm thương hiệu quốc gia, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và thương hiệu ngành hàng ở thị trường nước ngoài, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ thương hiệu chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, chứng nhận cho các sản phẩm ngành hàng xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam.